Hôm nay có bài học tập cùng với các cô, đó là sống như thế nào là sống tốt. Con người sống có phương hướng là sống tốt, còn mất phương hướng rồi thì sống không tốt. Giống như mình sống có mục tiêu, sống có ý nghĩa, làm những việc lợi ích trong cuộc đời, mình mà có phương hướng vậy là con người mình không có đi sai đường. Đa phần những con người mà họ đi vào con đường nghiện ngập, tệ nạn xã hội là đa phần mất phương hướng. Mà mất phương hướng này là từ nơi người lớn. Khi cha mẹ sống nhau không hạnh phúc, rồi con nó buồn chán quá, bỏ nhà bỏ cửa đi, rồi nó sa ngã vào những bạn bè hư hỏng, mất phương hướng. Nên cái người mà sống có phương hướng nó quan trọng lắm. Loài người mình á, hơn loài cầm thú là vì bản thân mình nó có phương hướng, nó có phương hướng rõ ràng. Nên á, mình á, làm người mà mình có thể nghe được đạo pháp, rồi mỗi ngày mình sống như ngày tháng ý nghĩa, sống có niềm vui, sống có nụ cười, khi ai gặp mình cũng cảm thấy bình an, đây là một phương hướng đẹp lắm, một lối sống rất là tốt. Còn nếu như một con người sống mà mỗi ngày nặng nề buồn phiền, những việc không cần thiết buồn cũng đi buồn, chơi với bạn người ta không chơi mình cũng buồn, rồi thích người ta không thích cũng buồn, rồi mỗi ngày thì nặng nề âu sầu, con người mà sống vậy còn thua cây cầu. Thua nhà cầu, thấy không? Nhà cầu mà còn làm được việc ý nghĩa là mỗi ngày mình mắt mình vô đó mình ngồi, nó còn làm được cái vai trò nó ý nghĩa. Chứ nếu không có nhà cầu mình lấy đâu mình đi. Còn bây giờ con người này được cha mẹ sinh ra nuôi khôn lớn mà sống những ngày tháng nặng nề âu sầu, đụng cái buồn đụng cái giận, chơi với người ta không chơi lại cũng buồn, rồi tức đầu này tức đầu kia, đố kỵ đầu này đố kỵ đầu nọ, mình sống vậy bản thân làm người mà còn thua cây cầu. Nhà cầu á, nhà cầu còn đỡ được cái mông cho người khác để người ta đi. Dù bao nhiêu phân tiểu đổ xuống nhưng mà nó vẫn dội cái này sống. Không, mình nghĩ là nhà cầu xác định nó sâu rồi. Tại vì sao? Một ngày vẫn biết bao nhiêu người đi lên nó, vì mà dội cái là xong rồi. Nhà cầu vẫn là nhà cầu sạch sẽ. Có hôi hám cỡ nào thì rửa gái cái sạch sẽ rồi. Nên con người phải cần có phương hướng để sống. Nên mình ở đây là mình có phương hướng sống đó. Có những người người ta không hiểu sâu sắc về đạo Phật. Người ta nghĩ rằng đạo Phật là giống như là chỗ mà cho người ta mà giống như những người mà chai nạn nương tựa. Giống như người già, người si cù que, người tưng tưng đi đến để nương tựa. Nhưng mà ta không hiểu được đạo Phật rất là từ bi. Có những người già cả đời cống hiến, vì mà tới tuổi già rồi bị xã hội người ta không cần, nhưng mà vào chùa mình thì mình để lo cho người ta và tuốt người ta lại cũng bóng bẩy coi được, đúng không? Đó là quá tốt rồi. Nên đạo Phật rất từ bi. Vì sao mà đạo Phật của chúng ta mà trải qua thời gian càng về sau càng đi vào mạt pháp? Vì cái thời Đức Phật, cái người đi tu đa phần là bậc trí giả không. Thí dụ như tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả Xá Lợi Phất, đệ tử Đức Phật, họ nêu lên rằng là họ đi một vòng họ tìm kiếm không ai có khả năng làm thầy họ. Họ giỏi đến mức gì đó, cuối cùng họ lập mối đạo luôn, làm thầy người khác.
Đến khi mà nghe đệ tử Đức Phật mà bật chứng quả A-la-hán, nói mấy câu thôi là lúc đó họ quyết định đi theo Đức Phật. Nên đa phần những người học Phật năm xưa là những người bậc trí giả thông minh. Nên đạo Phật càng ngày càng thịnh vượng là do gì? Bậc trí giả. Mục tiêu đi tu người ta là chi cầu giải thoát, chứ không phải là vì miếng cơm manh áo. Nên từ nơi đó mà đạo Phật rất là phát triển. Nên người ta rất kính trọng, kính nể. Nhiều người đi tu của mình bây giờ, mình không phải quơ đũa cả nắm mà nhiều lắm. Có khi vì cơm ăn áo bằng, cuộc sống mất phương hướng, mất phương hướng giải thoát, nên bị người ta khinh thường. Nên đạo Phật càng ngày càng suy thoái và đi đến nơi mạt pháp. Nên chúng ta đa phần ở đây còn trẻ không, chúng ta không đến nỗi mà không làm được gì. Nên mình phải nhận thức Phật pháp. Mình phải nhận thức Phật pháp. Phật pháp cho mình phương hướng, cho mình con đường. Nên những người trẻ này phải nhận thức được Phật pháp là trí tuệ, là nền giáo dục trí thiện, cho mình một phương hướng, cho mình một con đường. Nên có nhiều người ta nói xã hội văn minh, nhưng mà mình thấy nếu bây giờ so sánh với mấy chục năm về trước, mấy chục năm về trước nó ít có những thành phần, thí dụ như đồng tình luyến ái ít, ít những thành phần thủ dâm tài dâm ít. Bây giờ mà xã hội mà bây giờ họ còn á, sử dụng những công cụ kích dục làm đủ chuyện, từ ở nước ngoài nó nhập về để nó hủy hoại loài người, đi vào cái tư tưởng bị mất phương hướng. Nên cái tâm trạng người ta làm gì thì cuối cùng người ta đâu phải là văn minh đâu. Nên cuộc sống mất phương hướng, không có phương hướng rõ ràng. Rồi người ta nghĩ ra những cái thuốc điện tử hút giết rồi con người đờ đẳng. Rồi bây giờ nhiều người ta nghĩ rằng trò chơi điện tử đồ này kia, trò chơi mà ở trên mạng đồ này kia, người ta chơi giải trí, nhưng cuối cùng giải trí đâu không thấy, mà thấy con nít đờ đẳng. Đi vô chùa mình những đứa gặp hoài, nhiều đứa nít còn trẻ mà đầu óc thần kinh đờ đẳng hết chứ. Và có những người lớn mà lại mê game, không làm ăn được cái gì hết. Đó. Mình thấy rằng là càng ngày, tuy là nói rằng là phát triển, nhưng mà con người càng đi xuống lại, sự khổ của người càng ngày càng nhiều. Nên mình học Phật mình phải có phương hướng, có định hướng cho rõ ràng. Nếu như mà mình đi học Phật mình không có phương hướng là mình thất bại liền, rất là thất bại. Nên mình đi vào đây mình tu tập, mình sống thì sao mà mình sống càng ngày càng vui. Mình thấy rằng cuộc đời mình sống có ý nghĩa, sống có phương hướng, sống có mục tiêu. Mỗi ngày dù nấu một buổi ăn thiện nguyện, bao nhiêu người người ta được dùng buổi ăn. Một tuần chủ nhật bao nhiêu con người về chùa mình tu tập, người ta có nụ cười, mình lo cho người ta ăn uống, chưa bao giờ lãnh lương của ai. Đây là một lối sống đặc biệt lắm, thật sự luôn á. Đa phần người ta ngoài đời học có cao cỡ nào, nhưng mà người ta làm cái gì mà trả lương không phù hợp là người ta không chịu. Hoặc là làm mà mình phải đòi hỏi lương bổng, cho thêm chút đỉnh tiền thì mình vui mình làm, chứ mà cắt bớt miếng tiền là mình bực bội lắm. Vậy mà mình có thể phát tâm làm thiện nguyện, phát tâm sống mà nhiệt tình hết mình vì người, vì lễ lọc người ta về, người ta ở, người ta tu tập, nhiệt tình lo cho người ta, không đòi hỏi lương bổng gì hết. Đây là một lối sống thật sự mà nói là một lối sống hướng thượng thật sự. Đây từ nhỏ nhỏ cũng có những câu lớn, nhưng đây là lối sống hướng thượng của mình thật sự luôn. Của thập phương gửi cho mình lại trả về cho thập phương. Bản thân mình á, người ta đưa cho mình mà mình dám đầu tư, cuối cùng mình trở thành nhà đại đầu tư. Nhưng mà của thì người ta đưa, nhưng mình trở thành nhà đại đầu tư. Tại vì sao? Mình biết điều chỉnh đồng tiền để cho người ta được lợi ích. Có những người ta có tiền nhưng người ta không biết làm sao để được lợi ích. Còn mình, khi người ta đưa tiền, mình lại làm những việc cho người ta lợi ích. Mình lại dùng đồng tiền
để mà bản thân mình hành đạo, làm những việc lợi ích cho nhân sinh. Nên đi tu cái đặc biệt là có phương hướng, phương hướng rất rõ ràng. Phương hướng này là phương hướng hướng thượng á, hướng thượng đó. Như mấy đứa nhỏ nhỏ nè, tu tập càng ngày càng sáng sủa. Bản thân mình tu làm sao cho mình được vui vẻ an lạc, mình đừng có đi vào con đường mà tiêu cực. Chị em sống với nhau, chơi với nhau làm sao cho nó vui á, với ai cũng thấy vui á. Đừng có ngu những con đường đi trước, mình thấy rõ ràng rồi. Cái gì mà đi ngược lại định luật tự nhiên thì mình không đặc biệt. Nếu ai mà mình cũng hòa nhập, mình chơi được thì tuyệt vời quá rồi, mình là số 1 rồi. Còn nếu như mà mình cặp vào một con người nào đó mình thích cá nhân, tiêu rồi. Như mấy nhỏ gái này đâu, mình đã thấy một số đứa đi trước rồi, thấy rõ ràng không? Giống như bên Đại Tùng Lâm, một cái bà có chồng, có con, một cái bà cũng lớn, hai bà làm việc chung với nhau, thích nhau, cuối cùng hai bà nắm tay nhau đi về. Cuối cùng về giờ bà mẹ bà chửi sùm ở nhà, trời sớm mất cỡ, không được cái gì. Nên những cái điều đó mình đừng bao giờ học theo, mình đừng có làm theo, mình làm theo không có kết quả gì đâu. Mà ngộ lắm, nó làm cho mình xanh xao vàng giọt, buồn, rồi giống như bị thất thình, vô duyên. Nên chùa mình mà chỉ cần mấy con nhỏ ở đây mà đứa nào mà vậy thì cứ như đứa đó chuẩn bị xách gói đi về đi. Tại vì sao? Đứa lớn nhất còn đi về, chứ không chi mấy đứa nhỏ này. Lớn nhất còn không đậu được nữa, chứ đừng nói chi nhỏ nhất. Nên con đường đó đã thấy rõ ràng rồi thì đừng nên đi theo con đường đó. Đường đó có gì đặc biệt hết chứ. Chị em chơi chung nhau, chị em sống gần chơi chung nhau, dù thấy một cái đứa cao cao tướng giống con trai đi chăng nữa thì cũng vẫn là xe xẻ thôi, chứ làm được gì nhau, đúng không? Nên từ nơi đó bẹo hình vậy thôi, làm được gì nhau đâu. Nên từ nơi đó phải nhận thức cho sâu sắc, mình đi tu nó phải có được phương hướng cho rõ ràng. Dù mình còn nhỏ nhưng mình phải gầy dựng một phương hướng chứ. Nó gầy dựng phương hướng, một ngày như Đức làm việc biết bao nhiêu mà nói không? Mới có được vật chất, có được đồng tiền nuôi 2.000 con người. Nhưng Đức vượt qua bao nhiêu cái dư luận chưa? Có những người nó ngồi từ xa, thường con người mình làm biếng ở không thì ưa đi kiếm chuyện. Nên đa phần cái dân mà đi soi bói người khác là dân làm biếng không? Ở không, ở không mới đi làm chuyện đó. Còn người ta mà có việc không ai đi làm cái chuyện đó, chắc chắn luôn. Người ta có việc làm, mỗi ngày người ta làm việc mà ai đâu có thời gian đâu đi soi bói người này soi bói người kia, hiểu không? Nên từ nơi đó mà một ngày làm bao nhiêu việc, một ngày chủ nhật làm việc quá trời luôn, bây giờ nấu ăn làm việc quá trời làm luôn, người ta mới tin tưởng, người ta mới cúng dường, mới nuôi 2.000 con người. Nó Phật pháp có ý nghĩa rõ ràng đấy chứ. Một thanh niên ngoài đời, cha mẹ sinh ra nuôi không lớn, sống toàn là làm, tự làm tự xài, tay làm hàm nhai, tay ngưng hàm nhịn. Vậy mà bây giờ trong Phật pháp rèn luyện những đức thời gian ngắn thôi, mấy năm đâu, thì những đức làm việc được cho công chúng, cho mọi người. Nên cái giá trị của Phật pháp quá đặc biệt. Nên cái công ơn của Phật lớn nhiều hơn cha mẹ. Vì cha mẹ sinh mình ra chưa chắc cho mình một phương hướng, một tư tưởng. Chúng ta hãy nhìn từ đời ông nội mình dài xuống, họ đã chết gần hết rồi. Như đời của cha những đức là chết sắp hết rồi đó. Từng đời họ đi qua cuối cùng họ có cầm theo được gì đâu. Nên mới nói thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Đừng có để một dòng lẳng quẳng nó quay mình dài lắm. Khi gặp lại Phật pháp nó xa lạ lắm, rất là xa lạ. Nên chúng ta bây giờ gặp được Phật pháp mà được hướng dẫn gì, nó là một phương hướng cho mình một tư tưởng rất rõ ràng. Nên mấy cô dù còn nhỏ đi chăng nữa, còn trẻ cũng phải có phương hướng kìa. Con người hơn nhau là có một tư tưởng, nó có tư tưởng, nó quan trọng. Xã hội bây giờ người ta cực khổ quá trời luôn, càng ngày càng cực khổ. Bây giờ tự tử nhiều vì con người đi vào bế tắc, mất phương hướng. Nên con người hơn nhau là mình phải có phương hướng. Phương hướng của mình là nghe đạo, sống những ngày tháng ý nghĩa. Mình sống mình phải có niềm vui trong đạo, mà có niềm vui trong đạo thì mới giúp được người ta. Nên mấy đứa mà nhỏ đồ mà những đức mà hướng dẫn, những đức dạy, mà đứa nào cái kiểu mà chơi với chị em mà dính mắt nhau
thì những đức cho lòi con mắt luôn. Tại vì sao? Dính mắt thì cho lòi con mắt luôn, đi ra ngoài cho nó lòi con mắt luôn. Nó thấy cái con nhỏ mà em chú Tâm không, nó thấy không, đi ra ngoài xong lang thang, bữa nay nhìn giống như ma chơi, nhìn gì đâu mà giống bù cạp lửa. Nhìn thấy rõ ràng không? Hồi xưa ở đây mặt mày tròn trịa, cô thấy không? Bây giờ nhìn thấy ghê cho mấy đứa nhìn thấy không? Nó cũng lang thang vậy thôi. Nên cái đặc biệt của mình học Phật là phải có phương hướng. Nhiều người ta không biết, ta tưởng nó đạo Phật á là dung chứa bao nhiêu con người. Có những người già, người bệnh, người đau, có những người mà làm ăn không được tưng tưng, nhưng mà họ không biết đạo Phật quá từ bi. Như bản thân Nhẫn Đức, bản thân Nhẫn Đức ngày xưa đâu phải làm ăn không được mà đi tu đâu, mà Nhẫn Đức cảm thấy ngao ngán ở ngoài đời, thấy mệt mà Nhẫn Đức đi tu. Chứ Nhẫn Đức còn khỏe mạnh mà, mình đều còn khỏe mạnh không mà. Nhưng mà tại sao mình chọn học Phật? Vì ý nghĩa. Nên mình học Phật mình cần phải được bồi dưỡng. Bồi dưỡng con đường của mình là có ý nghĩa, có phương hướng rõ ràng, sống có niềm vui. Thật sự mà nói, mỗi ngày mà mình sống có cơm ăn áo bận, cái điều đó cũng quá hạnh phúc rồi. Mỗi ngày mà làm những việc ý nghĩa cũng thấy mừng rồi. Thí dụ như có những chị em đó, sống trong chùa, nếu mình không mắc phương hướng, mình không có mục tiêu tu đạo, cuối cùng mình cũng rớt ra khỏi chùa. Cuối cùng ở trong chùa 5-7 năm, đi ra ngoài đi cũng đi làm thuê nó thôi, cũng đi xẻ tay kiếm tiền để kiếm cuộc sống thôi. Từ nơi đó con đường mình đi mình phải gây dựng cho cực kỳ mạnh. Cái này là cái góc độ quan trọng. Nó có nhiều đứa nhỏ nhỏ đi vô chùa ấm như ấm nhách, như con nhỏ ngồi kế Liên Diệu, ấm như ấm nhách. Hồi xưa mới vô nhìn con bù cào, bữa nay tu mở mở da lên một chút rồi, bắt đầu đi muốn đi kiếm xào. Bù cào được mở da đi kiếm xào, đi kiếm đồ xào cái chứ. Nó là tâm trạng bất thường đồ này kia đâu. Đó là cái thất bại. Thấy không? Nó thì lùng này đồ này. Nó. Mà không lo tu hành thì cũng đi tìm đồ xào nữa. Nó. Cuối cùng được gì đâu. Nó. Nên từ nơi đó mình nó được phương hướng này. Nhận Đức hướng dẫn bao nhiêu con người mà ngồi nói chuyện với mình gì. Con người mình có phương hướng cho nó rõ ràng. Không ai thương mình bằng chính mình thương mình. Chứ bản thân mình luôn luôn duy trì được chính mình mới là người đặc biệt. Chơi với ai cũng vậy chứ. Mình phải duy trì mình chứ. Tại vì mình không duy trì được mình bức mình sao? Mình bức mình ai thương mình? Nó với cuộc đời Nhận Đức, ở ngoài đời Nhận Đức hiểu quá. Bà con dòng họ đi chăng? Có giàu đi chăng nữa? Mình lỡ mình ăn cơm 3 bữa tới ngày thứ 4 họ hỏi mình bộ ở đây chừng nào gì vậy? Đâu có dễ đâu. Còn đi làm cho bà con dòng họ nhà giàu đi, họ bắt mình phải trách nhiệm hơn người ta, trả tiền ít một chút. Mình nói một cái họ nói bà con dòng họ còn tính toán, thấy chưa, khó xử lắm. Nên cuộc đời mình được gặp Phật Pháp, biết tu hành cũng là cái mừng lắm. Bữa đó có cái bà mang cái bụng trình bình vô gặp Nhẫn Đức. Thầy, con sắp sửa đẻ mà không có tiền, con khổ quá. Nhẫn Đức nói sao đi kiếm cha nó, nó làm ra cái bụng này thì nó xử lý đi. Bà nói nó chốt mất tiêu của thầy. Cuối cùng Nhẫn Đức kêu cô Liên Bạch cho chịu gửi, thấy bầu bì thấy cũng tội nghiệp. Thấy không? Nên từ nơi đó mình thấy nó rõ ràng không? Nó thí dụ như mình xã hội, thí dụ như có những cô ngồi đây 3-4 đứa con, cuối cùng mình cũng phải gỡ đâu này đầu kia cho người ta phụ. Cuối cùng ba nó đâu? Chuyện nó vẫn chơi. Mình nhìn từ góc độ đó đi, con người mình sẽ chọn một hướng rõ ràng liền, hướng chuẩn liền. Nói chuyện có cái đường nhỏ này nó lỡ gặp như Đức nói, có khi thật sự con buồn ghê thầy, mà nhờ con cũng được nghe pháp thầy. Cha mẹ con sống với nhau, cha mẹ con khi chia tay giống như con là trái banh cho cha mẹ con, đá tới đá lui. Ông nuôi nó đi, bà nuôi nó đi, ông nuôi nó đi, bà nuôi nó đi. Cuối cùng con về bên nội, cha mẹ con mỗi người đi có gia đình khác. Thấy không? Cái cuộc sống này nó đa dạng á chứ.
Nên mình mà sống mắc phương hướng là thua. Nên lối sống tốt nhất là gì? Con người phải có phương hướng cho rõ ràng. Nó giống như mẹ bơ đồ thấy chứ. Ở đây mà thấy ít gì cũng mập mạp, sáng sủa. Nhỏ này đây cũng sáng sủa mập mạp. Gặp mà không ở trong chùa bây giờ cũng chắc cũng hiu hắt. Chứ cái cuộc sống bây giờ mình thấy bước ra ngoài xã hội nó nóng cỡ nào chứ. Vậy mà mấy người dưới quê như Đức hồi sáng lên, như Đức hỏi dưới quê làm sao, họ nói còn nóng hơn ở đây nữa. Ở ngoài miền ngoài hồi nãy có cái anh đó nói một câu, ở miền ngoài mà 40 độ người già sắp chết, người già sắp xỉu cũng chết hết luôn, nóng đến mức gì đó. Nó cái quả địa cầu mình giống như nó muốn nổ tung lên đó. Bây giờ mà như Đức nói thiệt, lấy cái chảo mà đem ngoài xăng để chừng khoảng 10 phút sau chế dầu, cái như Đức nói chắc chắn luôn, nếu mà xào dĩa con muốn xào được chắc chắn với cô luôn. Vì cái sức gan á, mà để lên cái xăng xăng chùa mình mà cái xăng nhựa đó đó, chừng 10 phút sau là cái chảo quá nóng rồi, thì lúc đó mình chế dầu lên là nó bắt đầu là dầu nó sôi, lúc đó mình bỏ đồ hũ vô mình chiên dám được. Mấy cô nói cái sức nóng quá, tôi không tưởng tượng được mà. 40 độ nóng lắm đó mấy cô. 40 độ nóng dữ lắm. Mà chùa mình nóng vậy đó mà mấy người dưới quê sáng lên đây nói là chùa mình không có nóng nhiều như ở dưới quê. Thấy chưa? Nên xã hội nó rất là khổ. Nên mình sống mình phải có phương hướng, có con đường cho nó rõ ràng. Mình đường gì là mình quý lắm rồi. Chàng ơi, có những người ngoài đời mà cả đời cũng chưa biết cái phim ảnh là gì để đưa lên mạng. Còn mình cỡ nào cỡ đi tu mà mặt hoa da phấn, tròn khăn đồ chèn ơi. Bây giờ người ta có nhiều người ta giàu sang phú quý, vô gặp mấy cô ta cũng chấp tay Ai Di Đà Phật, ta cũng quý kính. Chứ gặp mà một số người như mình ở ngoài đời thì đi làm thuê với nó chửi te tua luôn. Nhiều người đến chùa mình chủ cả nhiều lắm á. Gặp mà mình mà không đi tu, mình đi làm thuê họ chửi mình cho mà thấy. Hồi xưa ở trên kia chỉnh, khi mà có việc, một số người trẻ như Đức cũng đưa cho đi làm quán cơm chay cho một cái cô. Tưởng đâu bà tu thì đi làm, cuối cùng đi làm cho bà. Mấy nhỏ đã gặp như Đức nói, tèn ơi thầy ơi, bởi vì tưởng đâu người tu, tưởng đâu mình đi làm cho họ cũng đặc biệt. Chàng ơi, đi làm cho họ tính còn ác đạn hơn thầy ơi thầy. Mà nói chuyện thì này kia còn khó khăn ác đạn hơn. Bởi vì rõ ràng không đơn giản. Nó mình cũng nghĩ họ cũng là người tu hành. Thì họ nói, bây giờ lúc này mấy cô này đang khó khăn quá. Chỉ cho bà bán quán cơm chay. Cuối cùng gặp còn ác đạn khó khăn, chẳng ai phải cũ. Nên từ nơi đó không phải đơn giản đâu mấy cô. Mình ở trong chùa mình lo cho người ta đó, người ta gặp mình, người ta quý kính mình lắm. Mình mà không tu nó, mình đi làm thuê cho người ta thử đi rồi biết. Thường chị em ngọt ngào ngon lành, thử đi làm thuê người ta đi. Hoàn toàn thay đổi hết trơn, hoàn toàn khác hết, vì người ta là chủ mình nè. Nên người ta không khách sáo gì với mình nữa chứ. Mình làm được là người ta chửi mình te tua tả tơ luôn. Còn mình ở trong chùa người ta thấy mình, người ta quý kính là vì mình lo cho người ta. Mình nấu ăn cho người ta, mình có điều kiện mình nấu ăn cho người ta ăn. Còn mình đi ra đời là người ta nấu ăn cho mình ăn, người ta cho mình ăn. Mình phải làm sai người ta chửi mình. Nguyên lý nó là vậy đó. Chứ đừng có bao giờ mấy người nhỏ nhỏ này nghĩ rằng ở đây ăn uống đầy đủ, ngon lành quá. Thấy mấy đứa nhỏ trôi trôi vô chùa chạy lăn sang nó giỡn. Tưởng đâu nó ngon lắm, chưa chắc đâu. Chàng ơi, miếng ăn không đơn giản đâu. Đi làm không đơn giản đâu. Dù cho người thân, dù cho ai nói chuyện với mình rất ngon ngọt, nhưng đi làm cho người ta đi, rồi sẽ biết. Nó không phải ngon ngọt như mình nghĩ đó đâu. Đó. Nên phương hướng đi tu thật là chuẩn xác. Có mục tiêu chuẩn xác luôn. Nó có phương hướng chuẩn xác luôn. Nó đừng có sống những ngày tháng vô nghĩa. Đó. Những người mà ở trong chùa tu mà mình nói rằng mình không có tu hành gì đâu, hoặc là mình không có nghĩ tu hành gì đâu, là mình rớt chắc chắn luôn. Sớm muộn mình cũng rớt, dù mình ở có 5-7 năm sau cũng vô nghĩa. Nó không có gì đặc biệt. Nó vẫn là bị rớt, bị thải ra chứ không có nói dòng do. Nên con đường đi hơn người chỉ có là phương hướng. Phải nhìn nhận mục tiêu. Càng đi thì càng nhìn nhận, càng đi càng nhìn nhận. Nhìn nhận được mục tiêu chuẩn xác thì đi sẽ bền bỉ. Còn không nhìn nhận mục tiêu chuẩn xác, đi rớt đại. Cuối cùng sống những ngày tháng bình an
mà không biết nó là bình an. Cuối cùng xài hết phước vì không biết bình an, không biết trân quý, không biết cảm ơn, cho rằng mình cũng cực. Mình cực thì mình được chứ làm gì mà cảm ơn. Vậy ngoài đời mình cực mà mình cũng không được gì nữa. Ngoài đời mình cực mà mình cũng không có cái phòng mình ở máy lạnh nữa. Chứ đừng có nói chuyện dẫn chơi, không dễ đâu. Nó, mình thấy ngoài đời đi, mấy gia đình giàu mà ở phòng ốc và máy điều hòa cho mình ở, không có đâu. Đâu có chuyện đơn giản đó đâu. Nó, đừng có nói là mình cực chút, mình làm chút, đó là mình làm mình hưởng. Không phải đâu, không có đủ đâu. Mình hơn dư được chỉ có đúng cái gì? Chỉ có do mình ở trong đại chúng. Do trong đại chúng nó trang qua trang lại nha. Nên mình mới có sống được. Còn mình bước ra một cái rồi mình sẽ thấy cuộc sống nó không đơn giản như mình nghĩ đâu. Ngoài đời mà đi làm mà thấy cái nhà trọ tiền lương tháng cả chục triệu nghe thì nghe vậy đi, nhưng cuối cùng tới tháng không dư một cắc. Vì đủ loại tiền để mình xài với mình buồn nữa. Mình buồn phải tìm cái gì để giải khuây. Nó cuối cùng nó sạch nhách rồi. Tại nay ăn ở không bao nhiêu, nhưng mà xài phí thì nhiều. Vì mình buồn quá. Đó nên mấy cô sống đây làm sao có phương hướng cho nó chuẩn xác, có mục tiêu chuẩn xác. Còn mấy đứa nhóc này nè mà không có phương hướng là dớt sạch nhách hết chứ. Cuối cùng cũng như cái con nhỏ mà ba trợn đi lang thang cái gì đó. Em chú Tâm nhìn như bồ cầu lửa đó. Cũng vậy thôi à. Cái gì đâu. Nên ở đây nhìn còn sáng sủa đó. Mặt hoa da phấn khỏi cần đánh kem cũng trắng trẻo đó. Tối ngày làm việc trong mát không mà. Đó, còn ăn uống đồ tâm trạng đồ thoải mái, về phòng mát mẻ nghỉ ngơi. Thấy không? Còn gặp mà lang thang ngoài xã hội đi rồi sẽ biết. Không được vậy đâu. Nên người nào vậy bước ra rồi trở lại, lâu lâu mình thấy nhìn sơ sát. Không có được như mấy cô. À, giống như cái con cái có một cái con nhỏ mà ngày xưa nó sống ở đây, sau này nó có chồng ở bên kia đó. Hiểu không? Nó với cái thằng mà ngày xưa cũng tu nhỏ nhỏ đó. Hai đứa có gia đình đấy không? Chàng ôm nhìn nó già gì đâu. Lâu lâu những đứa gặp nó ngoài, những đứa cũng gặp nó kêu nó chị hai. Già đen thui thù lùi mà nó già cô ơi. Trong khi nó cùng thời với đứa nhỏ nhỏ này. Già ghê luôn cô. Cô thấy không? Mà cái thằng đó bây giờ cũng già chát à. Thằng đó chắc cũng nó già chú Kiệt nhiều. Trong khi nó mới 21 tuổi rồi cô mà nó già chú Kiệt nhiều quá trời luôn. Nó thấy ghê không? Nó dính vô một gia đình là nó lo lắng vậy đó. Nó làm cho nhỏ này phải già dặn đi. Nó tóc bùm sùm, mặt mày chằn vàng, nhìn thấy ghê. Mấy cô nhìn lâu lâu mấy cô gặp nó mấy cô thấy rõ ràng mà. Đúng không? Cô lâu lâu cô gặp nó không? Nó nên từ nơi đó nói gì để cho mấy cô nhận thức. Đi con đường này phải có phương hướng, chứ không phải đi chơi. Chứ phải sống qua ngày đoạn tháng đâu. Đúng không? Nó nhóc nhóc này cũng phải nhận thức. Thì nó nên nhóc nhen đồ nè, thấy chưa? Nó, từ nơi đó mà phải cảm nhận để cảm ơn, thấy không? Thôi chúc mấy cô an lạc hay gì đâu. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về thịnh an.